Kính thưa quý vị, Vườn thú London thống kê số lượng động vật nhân dịp đầu năm mới. Hôm cuối tuần vừa qua, Vườn thú tại London đã bắt đầu thống kê toàn bộ số lượng các loài động vật mà họ đang nuôi dưỡng. Một công việc bận rộn được thực hiện thường niên vào dịp đầu năm mới. Theo người quản lý của vườn thú là ông Mark Happen cho biết, công việc này giúp cho họ nắm được tình hình của vườn thú trong năm qua và chuẩn bị kế hoạch cho năm tới. Quá trình thống kê được bắt đầu từ khu vực nuôi chim cánh cụt. Hiện nay, tại vườn thú London đang nuôi dưỡng tổng cộng là 50 chú chim cánh cụt, trong đó bao gồm 49 con thuộc giống Humbo và một con còn lại thuộc giống Grasshopper. Toàn bộ thông tin về các loài động vật có trong vườn thú đều được lưu trữ trong một kho dữ liệu quốc tế, có thể được sử dụng và chia sẻ bởi nhiều vườn thú khác nhau trên toàn thế giới. Dự án này đã được đề xuất kể từ khi chương trình nhân giống được bắt đầu nhằm bảo đảm nguồn gen di truyền của các loài động vật. Năm nay, vườn thú London đã quyết định cho chú khỉ đột Kumbuka sống chung với ba con khỉ cái, với hy vọng có thể nhân giống thành công loài động vật này. Kumbuka là một con khỉ đột lưng bạc mới được đưa về vườn thú cách đây 8 tháng. Theo ban quản lý vườn thú cho biết, hiện Kumbuka đang tỏ ra vô cùng hòa hợp với những người bạn mới, khiến vườn thú đặt nhiều niềm hy vọng hơn vào kế hoạch nhân giống của mình. Theo kết quả thống kê của năm ngoái cho thấy, tại vườn thú London đã nuôi dưỡng đến 19.178 cá thể động vật thuộc hơn 800 loài khác nhau. Kết quả của cuộc thống kê năm nay dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần tới.